Chiều ngày 26 tháng 10, sau khi tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 38 và 39, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN Hàn Quốc lần thứ 22. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã có các bài phát biểu khẳng định tăng cường quan hệ đối tác với Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột hòa bình, thịnh vượng và người dân của chính sách hướng Nam mới tăng cường của Hàn Quốc, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như an ninh, an toàn hàng hải, hợp tác biển bền vững, an ninh phi truyền thống, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp, phát triển xanh, kinh tế số, thành phố thông minh, cơ sở hạ tầng bền vững. Lãnh đạo các nước ASEAN cũng mong muốn tiếp tục hợp tác với Hàn Quốc trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và các tình huống y tế khẩn cấp, môi trường và biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý thiên tai và cứu trợ nhân đạo, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, bình đẳng giới, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân, phát triển bền vững. Tại hội nghị cấp cao ASEAN Hàn Quốc lần thứ 22, trong vai trò nước điều phối, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và ủng hộ Hàn Quốc triển khai chính sách hướng Nam mới tăng cường, thúc đẩy hợp tác với khu vực vì các mục tiêu hướng đến người dân, hòa bình và thịnh vượng, phù hợp với ba trụ cột hợp tác của cộng đồng ASEAN. Thủ tướng đánh giá cao Hàn Quốc đã dành 30 triệu đô la Mỹ tài trợ các nỗ lực ứng phó COVID-19 của ASEAN và cảm ơn Hàn Quốc vừa đóng góp thêm 5 triệu đô la Mỹ cho quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 và hỗ trợ 1,1 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Với kế hoạch của Hàn Quốc trở thành trung tâm đầu mối sản xuất vaccine của khu vực, chúng tôi đề nghị Hàn Quốc và ASEAN tích cực phối hợp hình thành chuỗi cung ứng tự chủ về vaccine COVID-19 ở khu vực ASEAN, tranh thủ nguồn lực và thế mạnh sẵn có của hai bên. Chúng ta cần nhấn mạnh người dân và doanh nghiệp là trung tâm chủ thể trong ứng phó dịch bệnh và phục hồi kinh tế xã hội. Chúng tôi đánh giá cao các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc đã đồng hành, chia sẻ khó khăn với chính phủ và người dân các nước trong khu vực. Chúng tôi khẳng định cam kết mạnh mẽ của chính phủ các nước ASEAN là tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, qua đó đóng góp hiệu quả cho quá trình phục hồi và phát triển bền vững. Cùng với đó, người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh, ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia và lao động tay nghề cao di chuyển thuận lợi trong điều kiện bảo đảm yêu cầu y tế và triển khai các biện pháp bảo hộ, hỗ trợ cần thiết để người dân mỗi bên an tâm ổn định cuộc sống, việc làm và học tập. Thủ tướng mong muốn Hàn Quốc tích cực hỗ trợ ASEAN thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, vừa giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi, vừa đóng góp hiệu quả cho nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ và đề nghị thông qua tuyên bố chung về tăng cường hợp tác ASEAN-Hàn Quốc.